Kính thưa quý vị và các bạn, để có được thị xã Ninh Hòa tươi sắc hoa với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và con người xứ Ninh hiền hòa chất phác, luôn bản lĩnh để tồn tại trong mọi tình huống, đang ra sức xây dựng một Ninh Hòa khang trang hơn, đàng hoàng hơn. Chúng ta thầm cảm ơn những con người yêu nước, những chiến sĩ dũng cảm, chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng cho mảnh đất xứ Ninh giành chiến thắng, tự do, độc lập. Kính thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quân, toàn dân hăng hái tham gia phục vụ chiến đấu. Người tham gia làm giao liên, liên lạc, xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch, nuôi dấu cán bộ, bám đất, bám dân, kiên cường đấu tranh. Quê hương Ninh Hòa chúng em đã sản sinh ra nhiều anh hùng mà khi hy sinh tuổi đời chỉ mới đôi mươi, như chị Nguyễn Thị Trừ, chị Lê Thị Lá, chị Trần Thị Kia, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Riêng với chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh, một nhà giáo trẻ, trước cảnh quê hương đất nước đang bị giày xéo bởi ngoại bang, chị đã không sống an phận mà đến với cách mạng để đền nợ nước. Đến đây, chúng em sẽ kể câu chuyện về cuộc đời chị do đồng chí Đinh Hòa Khánh, nguyên bí thư ban cán sự đảng huyện Nam Ninh Hòa thời chống Mỹ ghi lại. Ngày 19 tháng 8 năm 1967, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Oanh cố tình đến trường chậm hơn mọi ngày 15 phút. Vừa bước vào cổng trường tiểu học Đức Trí, ngày đó là xóm rượu Ninh Hòa, cô thấy nhà trường đang đặt trong tình trạng giới nghiêm. Trước nhiều lính cảnh sát, súng lăm lăm trong tay, sộc hết chỗ này sang chỗ khác, thu nhặt các tờ truyền đơn rơi trắng cả trường. Chúng gom các em học sinh lại từng cụm nhỏ, lục soát túi áo, túi quần, cặp sách vở, nhưng không tìm thấy gì. Các em hồn nhiên, vô tư, reo hò chỉ trỏ khắp nơi, cùng cảnh sát đi nhặt truyền đơn. Ngoài đường, bà con trong xóm, người đi đường đứng dụm lại ngơ ngác nhìn cảnh sát và hỏi nhau: chuyện gì vậy? Có người nói to lên: truyền đơn của Việt Cộng rải đêm qua bà con ơi! Oanh học cách sử dụng các loại lựu đạn và súng ngắn, cách sử dụng mìn hẹn giờ và thuốc nổ C4. Oanh thích nhất là mìn hẹn giờ và thuốc nổ C4. Oanh đề nghị cho đánh một quả mìn hẹn giờ vào nhà ở của ba tên cố vấn Mỹ ở gần đồn GI. Kế hoạch đánh vào nhà cố vấn Mỹ đang chuẩn bị thuận lợi, quân ta nhận được chỉ thị của tỉnh ủy phải lập gấp một sơ đồ bố phòng của địch tại thị trấn Ninh Hòa. Chú ý nắm kỹ quân số, phiên hiệu các sắc lính, trang bị, công sự, vị trí đặt súng cối, súng máy, v.v. Được đồng chí chỉ huy giao nhiệm vụ này cho chị Oanh. Rất nhanh, trong vòng 2 ngày, chị Oanh đã hoàn thành công việc khó khăn đó một cách khá chuẩn xác. Và cũng chính Nguyễn Thị Ngọc Oanh là người mang sơ đồ quân sự này đến một cơ sở hợp pháp tại Suối Ré, Vạn Khê, xã Ninh Lộc để chuyển về trên. Tối đêm 28 tháng Chạp năm 1968 âm lịch, tại nhà anh Nguyễn Kiến Đường xảy ra một việc rất ngoạn mục. Ở ngoài sân và thềm nhà, một trung đội nghĩa quân trải bạc nằm la liệt. Chúng mở to đài Sài Gòn để nghe hát cải lương và sát phạt đỏ đen với nhau. Chúng la hét, cãi cọ, chửi thề om sòm. Ở trong nhà, cửa đóng chặt, đèn điện chiếu sáng. Oanh, má Oanh, dì Oanh và một số chiến sĩ khác đang trải rộng lá cờ mặt trận giải phóng để may ngôi sao vàng vì cờ quá rộng. Sau khi khẩn trương may xong ngôi sao vàng, Oanh gấp nhỏ lá cờ lại, vừa cười vừa nói vui rất hóm hỉnh. Có chuyện lạ đời, lính Sài Gòn được phái đến nghiêm ngặt canh gác để cho Việt Cộng may cờ mặt trận giải phóng. Chỉ tối mai này thôi, lá cờ sẽ phấp phới bay trên cục cờ của trụ sở quận đường Ninh Hòa. Cũng trong đêm 29 âm lịch, lúc 3 giờ sáng, một chiến sĩ giải phóng vai mang khẩu thượng liên tập tễnh bước vào nhà. Đồng chí ấy rút trong túi áo ra chứng minh thư quân giải phóng và nói với cả nhà: tôi là quân giải phóng ở căn cứ Hòn Hèo, được lệnh đánh vào bộ chỉ huy địa phương quân của địch. Nhưng do không có người dẫn đường nên không đánh được địch, mà bị địch đánh trả nên bị thương ở đùi. Tôi chạy sang khu vực này, mong cả nhà che chở. Lúc này, tên Ân, chỉ huy trưởng cảnh sát ngụy,
tên Thạnh, thượng sĩ cận vệ của Ân và hai lính xộc vào buồng của Oanh và quát to: Việt Cộng đâu? Oanh chững chạc trả lời: Các ông đánh nhau với Việt Cộng cả ngày mùng một Tết, giờ họ đã rút hết về núi rồi. Muốn tìm Việt Cộng thì lên trên núi mà tìm, chứ giữa ban ngày ban mặt tại quận lỵ này làm gì có Việt Cộng. Tên Thạnh xông tới tát vào mặt Oanh một cái tát nảy lửa và hằng học quá: Mày giấu Việt Cộng ở đâu? Chỉ ngay! Anh tức quá nói to: Ông là đàn ông mà ức hiếp phụ nữ như vậy, không biết xấu hổ à? Tên Thạnh xông tới định tát tiếp thì Oanh nói: Các ông muốn tìm Việt Cộng, tôi chỉ cho. Nói xong, Oanh vội bồng con ra ngoài trao cho mẹ và nói: Mẹ ẵm con của con ra ngoài. Oanh bước vào buồng với đôi mắt đỏ ngầu. Nhanh như cắt, Oanh kéo hộc đầu giường, lấy quả lựu đạn Mỹ, chút chốt, sáng ngay trước mặt tên Ân và thét to: Việt Cộng đây! Một tiếng nổ chát chúa làm rung chuyển cả một vùng. Tên Ân chết ngay tại chỗ, tên Thạnh và hai tên lính đều bị thương. Oanh bị thương rất nặng, máu ra nhiều. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Oanh trút hết tàn lực, nói thật to, rành rọ từng tiếng. Và đây cũng là lời trăn trối cuối cùng: Oanh, anh con, mai sau con lớn lên, con nên nhớ rằng trong người con có dòng máu cách mạng của mẹ. Chúng em thầm cảm ơn cuộc đời đã sản sinh ra những con người kiên cường, bất khuất như chị Oanh. Chị đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Chị hy sinh cho tổ quốc sống mãi. Trước ngưỡng cửa của tuổi 20, cô giáo, tự vệ mật, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chị Oanh chưa kịp sống trọn đời mình để dạy học, làm thơ, ca hát và được hưởng hạnh phúc của cuộc sống hôm nay. Nhưng chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh đã tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của tuổi thanh xuân đáng sống. Đảng và nhà nước ghi nhớ công ơn của chị. Ngôi trường Đức Trí chị dạy nay đổi tên là trường tiểu học số 1 Ninh Hiệp, được xây dựng khang trang hơn. Tên chị trở thành tên con đường lớn tại thị xã Ninh Hòa, đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh.